Chào mừng các bạn đã đến với kênh âm nhạc của trường âm nhạc Ada Music. Mình là Bảo Anh, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm hai thuật ngữ mới mẻ nữa về thanh nhạc. Mỗi ca sĩ khi phát triển giọng hát của mình sẽ có xu hướng hay gọi là thiên hướng phát triển giọng hát khác nhau. Có ca sĩ sẽ phát triển theo xu hướng là hát bằng một giọng hát có sự nội lực mạnh mẽ, máu lửa, nhưng mà cũng có ca sĩ sẽ có thiên hướng hát nhẹ nhàng, tình cảm hoặc là sử dụng nhiều câu luyến láy. Chúng ta sẽ có hai từ khóa để chỉ về xu hướng này. Thứ nhất là vocal power, dùng để chỉ những giọng hát có xu hướng hát nội lực. Vocal agility, dùng để chỉ những giọng hát có xu hướng hát linh hoạt. Đối với từ khóa vocal power thì sẽ dùng để chỉ những ca sĩ có thiên hướng hay xu hướng hát bằng một giọng hát nội lực mạnh mẽ, hay còn gọi là có lực hát. Mình sẽ có một thuật ngữ gọi về cái nội lực hát này sẽ là dynamic. Nhưng không có nghĩa là những người ca sĩ hát theo xu hướng này sẽ cố gắng gồng đẩy âm lượng cho to cho lớn, mà họ phải luyện tập để có thể hát bằng nội lực, bằng hơi, tức là phát ra từ hơi của mình nội, chứ không phải là bằng việc gào thét cổ họng. Bởi vì nếu như cố gắng gào thét lâu ngày thì sẽ làm cho âm thanh khi hát sẽ mang lại một cái chất lượng kém, cũng như là sẽ không đúng nghĩa với cái thuật ngữ vocal power này. Rồi chúng ta sẽ kết luận lại là vocal power có nghĩa là những ca sĩ hát bằng giọng hát nội lực, có nghĩa là thực sự lấy nội lực từ hơi thở và các cái phần bổ trợ xung quanh, chứ không phải bằng việc gào thét cổ họng nhé. Vì vậy, để có thể hát theo xu hướng vocal power thì người hát cần phải luyện tập thường xuyên để có thể luyện tập được một làn hơi nội lực, cũng như là để tránh được việc gây căng thẳng cho phần thanh quản, cũng như tránh được việc la hét. Vocal agility dùng để chỉ những ca sĩ có khả năng sử dụng linh hoạt giọng hát của mình trong việc chạy nốt, hoặc là trong việc sử dụng giọng hát của mình đối với các cái kỹ thuật hoa mỹ như là run and rip, luyến láy. Người ca sĩ này phải có khả năng hát luyến láy các cái nốt nhạc từ dễ tới khó được, cũng như đảm bảo được độ chính xác từ cao độ đến trường độ đối với các nốt nhạc, cũng như đảm bảo được việc không bị giới hạn về âm vực quãng giọng. Mình có thể tóm gọn vocal agility có nghĩa là chỉ những ca sĩ có khả năng sử dụng giọng hát của mình trong việc linh hoạt luyến lấy các nốt nhạc mà không bị giới hạn về bất cứ điều kiện như quãng giọng hoặc âm vực, và mà vẫn đảm bảo được độ chính xác của các câu hát. Khi nghe xong hai thuật ngữ trên, bạn đã hình dung được ca sĩ nào hát theo xu hướng vocal power và ca sĩ nào hát theo xu hướng vocal agility chưa? Nếu các bạn đã suy nghĩ đến những cái tên ca sĩ nổi tiếng nào thì các bạn có thể comment ở bên dưới video clip này, và sau đó chúng ta sẽ cùng kiểm chứng nhé. Vừa rồi là mình vừa chia sẻ cho các bạn hai thuật ngữ mới về thanh nhạc. Hy vọng rằng video clip ngắn này có thể mang lại kiến thức bổ ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip lần tới. Nếu các bạn thấy video clip này hay và muốn theo dõi thêm, có thể bấm đăng ký kênh âm nhạc của trường âm nhạc Ada Music, đồng thời là bấm chuông theo dõi để nhận thông báo mới nhất về các video clip mới. Mình là Bảo Anh đến từ trường âm nhạc Ada Music. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.